Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh youtube tạp chí Việt Times. Thưa quý vị, lực lượng quân sự tư nhân Wagner nổi dậy trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Mai thay viễn cảnh xảy ra một cuộc đụng độ đẫm máu trên xứ sở Bạch Dương đã không diễn ra nhờ nỗ lực của Tổng thống Belarus. Ở phút thứ 89, khi tưởng chừng chỉ thiếu một chút nữa thôi, cuộc chiến sẽ bị châm ngòi, thì Tổng thống Lukashenko đã đạt được thỏa thuận với ông trùng Wagner. Cụ thể, Tổng thống Belarus đã làm như thế nào? Dù từng cùng nhau đứng cùng chiến tuyến trên chiến trường Ukraine, thế nhưng lực lượng Wagner lại bất ngờ đâm sau lưng Nga và gây ra binh biến. Hôm 27 tháng 6, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, Nga đã tập trung khoảng 10.000 binh sĩ để đẩy lùi cuộc hành quân của công ty quân sự tư nhân Wagner vào Moscow vào tuần trước. Đồng thời cho biết, Belarus cũng sẵn sàng gửi lực lượng tới Nga. Theo ông Lukashenko, Nga sẽ thắng thế trong cuộc đối đầu với những kẻ nổi loạn, nhưng điều đó có thể dẫn đến hàng nghìn người thiệt mạng. Vì vậy giải pháp hòa bình là ưu tiên hàng đầu. Ông nói tổng thống Nga Vladimir Putin đã cập nhật tình hình về nổi loạn của lực lượng Wagner cho ông một cách chi tiết. Sau đó nhà lãnh đạo Belarus đề nghị giúp đỡ với việc đứng ra đóng vai trò trung gian hòa giải. Ông Lukashenko kể, tôi đề nghị là tổng thống Nga đừng vội vàng. Nào, tôi nói, hãy nói chuyện với Prigozhin với các chỉ huy của ông ấy. Ông Putin trả lời tôi. Nghe này Sasha, vô ích thôi. Gã đó thậm chí còn không nhấc máy, hiện giờ gã không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Tuy nhiên, ông Lukashenko dường như đã thiết lập được kênh liên lạc với chủng Wagner nhờ sự giúp đỡ của cơ quan an ninh liên bang Nga. Lãnh đạo Belarus nói ông gọi điện cho ông Prigozhin vào lúc 11 giờ và Quốc Wagner lập tức nhấc máy. Ông tìm cách nói lý suốt nhiều giờ với Prigozhin. Ông chủ của Wagner rất phẫn nộ vì sự mục nát và kém cỏi của các lãnh đạo quân đội Nga. Ông mô tả cuộc gọi có những từ ngữ thô tục gấp 10 lần bình thường. Ông Lukashenko dẫn lại lời của Prigozhin. Chúng tôi muốn công lý, họ muốn bóp nghẹt chúng tôi. Chúng tôi sẽ đến Moscow. Tuy nhiên, Tổng thống Belarus nói thẳng, tôi đáp lại rằng ông sẽ bị nghiền nát như một con bọ khi đi được nửa đường. Tổng thống Belarus cũng cảnh báo rằng ông sẽ không làm trung gian đàm phán nếu có dân thường thiệt mạng. Ông đảm bảo cho ông Trùm Wagner cùng các thành viên tổ chức an toàn nếu họ dừng nổi loạn. Ông Lukashenko nói, Trung Wagner gọi điện lại vào khoảng 17 giờ và chấp nhận các điều kiện nhà lãnh đạo belarus cũng nói rằng nước này sẵn sàng triển khai một lữ đoàn quân sự tới moscow để bảo vệ thủ đô nga nếu cần ông cũng thừa nhận những lo ngại về tình trạng bất ổn có thể tràn ra khỏi nước nga và tiếp theo sẽ là belarus một số nhà phân tích cho rằng chìa khóa giúp tổng thống lukashenko hòa giải thành công không đổ máu đó là giải pháp cân bằng tối ưu cho tất cả các bên có liên quan nếu xảy ra đổ máu tất cả các bên sẽ là thua thua hoặc thậm chí là ba thua và không ai có thể đạt được điều mà mình mong muốn. Vậy tại sao người trung gian lại là Tổng thống Lukashenko mà không phải là ai khác? Người phát ngôn địa Kremlin Peskov nói rằng, vấn đề là cá nhân Tổng thống Lukashenko đã biết ông Prigozhin từ lâu, khoảng 20 năm, và đó là đề xuất cá nhân của ông ấy để phối hợp với Tổng thống Putin. Nói một cách dễ hiểu hơn, Tổng thống Lukashenko vừa là người quen cũ của ông Prigozhin, vừa là đồng minh thân cận của Tổng thống Nga. Bên cạnh đó, Tổng thống Lukashenko cũng nói rằng, quân đội belarus có thể được hưởng lợi từ kinh nghiệm của các quân nhân wagner theo thỏa thuận với điện kremlin các quân nhân của tập đoàn wagner hiện được tự do chuyển đến belarus hãng thông tấn benta dẫn lời ông lukashenko đây là đơn vị được đào tạo bài bản nhất trong quân đội quân đội của tôi hiểu rõ điều này chúng tôi không có những người như vậy ở belarus ông lukashenko cho rằng belarus tiếp cận vấn đề theo cách thực dụng wagner có nhiều kinh nghiệm chiến đấu trong chiến tranh họ sẽ cho chúng tôi biết những thông tin giá trị về vũ khí thứ nào hoạt động tốt, thứ nào hoạt động kém. Sau đó tổng thống Lukashenko nói chuyện điện thoại với tổng thống Putin và thông báo tình hình đàm phán với Prigozhin. Tổng thống Nga bày tỏ sự ủng hộ và sự cảm ơn đối với tổng thống Lukashenko. Sau cuộc nổi dậy bất thành, điều mà nhiều người quan tâm nhất là số phận Prigozhin và tổ chức quân sự tư nhân Wagner rồi sẽ đi về đâu. Trong khi trước đó, hôm 24 tháng 6, địa Kremlin đã ám chỉ về việc giải tán nhóm này khi ông Peskov nói rằng những thành viên Wagner nào không tham gia cuộc binh biến có thể sẽ ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. Ngày 27 tháng 6, hãng thông tấn Interfax dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga nói rằng công tác chuẩn bị bàn giao vũ khí hạng nặng của lực lượng an ninh tư nhân Wagner cho các đơn vị quân đội chính quy của Nga đang được tiến hành. Hoạt động chuyển giao vũ khí hạng nặng của Wagner cho quân đội Nga được thực hiện hai ngày sau khi căng thẳng liên quan đến cuộc nổi loạn do ông Trùm Wagner, Yevgeny Prigozhin khởi xướng. Hiện vẫn chưa rõ số lượng và chủng loại vũ khí hạng nặng mà lực lượng Wagner sở hữu. Cũng trong ngày 27 tháng 6, Tổng thống Putin trao thưởng cho các quân nhân và sĩ quan an ninh mà theo ông là đã giúp ngăn chặn một cuộc nội chiến ở nước Nga khi cuộc nổi loạn của Wagner diễn ra. RT dẫn lời ông Putin cho biết không có đơn vị nào của quân đội Nga phải rút về từ tiền tuyến ở Ukraine. Tổng thống Lukashenko sau đó cùng ngày xác nhận ông Prigozhin đã có mặt ở Belarus. Theo hãng thông tấn Benta, Nhà lãnh đạo Belarus cũng cho biết, ông không có kế hoạch xây doanh trại mới cho Wagner, nhưng sẵn sàng cung cấp cho họ một căn cứ quân sự đang bỏ hoang nếu họ cần. Trong thông điệp vào tối 26 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng, phần lớn binh sĩ Wagner là người Nga yêu nước và các thành viên Wagner đang tham gia cuộc nổi loạn đã bị kẻ xấu lợi dụng để chống lại đồng đội, những người mà họ đã cùng chiến đấu vì lợi ích và tương lai của đất nước. Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định các thành viên Wagner có cơ hội phục vụ nước Nga bằng cách ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng và các cơ quan thực thi pháp luật, hoặc có thể lựa chọn trở về với người thân cùng bạn bè, ai muốn có thể đến Belarus. Trước đó trong bài phát biểu vào tối 26 tháng 6 theo giờ địa phương, Tổng thống Putin cho biết, ngay từ khi vụ nổi loạn vừa xảy ra, ông đã chỉ thị tiến hành các biện pháp để ngăn chặn cảnh huynh đệ tương tàn. Theo RT, nhà lãnh đạo Nga nói cần có thời gian để những người phạm sai lầm nhận ra rằng hành động của họ bị xã hội lên án và cuộc phiêu lưu mà họ tham gia sẽ dẫn đến những hậu quả bi thương và thảm khốc cho nước Nga. Ông Putin cũng cảm ơn những người lính Wagner đã kịp dừng lại ở ranh giới cuối cùng. Tổng thống Putin không đề cập đến ông Prigozhin cũng như bất kỳ kế hoạch thay đổi nhân sự nào tại Bộ Quốc phòng Nga. Trong vụ nổi loạn, thủ lĩnh Wagner đã đòi cách chức cả Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shogu và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov. Theo Interfax, ông Putin đã gặp lãnh đạo các cơ quan an ninh bao gồm ông Shagu vào tối 26 tháng 6. Trong một đoạn ghi âm được đăng trên Telegram vào tối 26 tháng 6, Trung Quốc cho biết ông Lukashenko đã đề xuất cho tổ chức bán quân sự này hoạt động một cách hợp pháp, song không nói cụ thể về việc này. Ông Prigozhin cũng khẳng định ông không có ý định lật đổ chế độ và chính phủ dân cử hợp pháp ở Nga trong vụ nổi loạn. Trong một diễn biến khác, sau khi Wagner PMC cố gắng thực hiện cuộc binh biến, chiếm được trung tâm Rostov-on-Don vào cuối tuần trước, và hành quân cùng xe tăng và xe bọc thép tới gần Moscow. Một lần nữa, Nga lại bàn đến việc phải đưa các công ty quân sự tư nhân PMC vào lĩnh vực pháp lý. Hiện tại, những đội quân như vậy với quân số hàng chục nghìn người có xe tăng, pháo binh nhưng không được quy định bởi luật nào cả. Về phần mình, Duma Quốc gia Hạ viện Nga hứa sẽ đề trình lại luật về PMC để Quốc hội xem xét. Hiện tại, các công ty quân sự tư nhân ở Nga không được cấp phép hoạt động, nhưng cũng không bị cấm. Khi các PMC này hoạt động bên ngoài nước Nga, vấn đề này hoàn toàn không được nêu ra bởi vì đó là vấn đề luật pháp của quốc gia nơi họ đóng quân còn bây giờ thì câu hỏi này được đặt ra cho chính nước nga ông alexander mikhailov người đứng đầu cục phân tích chính trị quân sự nga cho biết đây là vấn đề nhức nhối từ lâu các công ty quân sự tư nhân với hàng nghìn người có vũ khí vẫn đang hoạt động trên lãnh thổ của nga mà không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào và để tạo ra một khuôn khổ pháp lý bình thường để tương tác với các cấu trúc của các cơ quan nhà nước điều này sẽ phải giải quyết một loạt các vấn đề chủ yếu là các vấn đề xã hội. Thưa quý vị, cuộc binh biến do Wagner gây ra rõ ràng là nguy cơ khiến nước Nga rơi vào cảnh huynh đệ tương tàn. Thế nhưng sự nỗ lực ở phút cuối cùng của Tổng thống Belarus đã dập tháo ngòi thuốc nổ đang được châm, tránh một cuộc đổ máu kinh hoàng mà có thể cả hai bên đều sẽ thua và không ai đạt được điều mình mong muốn. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.